Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu đến mọi người một cái cây bệt. Cái bệt này nó ổn định. Cây này cây là cây nguồn gốc cây miền Nam, nhưng sổ Hưng Yên và Giang Yên. Thì nếu như em biết thì cây này thì anh chị em gọi là cây bệt cánh sen, và mọi người cũng đang gọi như vậy. Với cái cây bệt cánh sen này thì nó cũng nở, mùa này là mùa thứ hai rồi, mùa này là mùa thứ hai và cái độ bệt của nó vẫn rất là ok. Nó bệt hết, nhìn chung là bệt hết môi hoa luôn, cũng rất là đẹp, gọi là bệt cánh sen anh chị ạ. Đấy, thực ra cái cánh cây này thì cái tên đấy mà gắn liền với cái cây này thì nó cũng chưa đúng lắm, nhưng được cái là nó cũng là một cây mà cánh cũng rất là đẹp, cũng được rất là nhiều người thì yêu thích, bởi vì từ màu sắc thân lá hoa. Đấy, đây là cái cây bệt cánh sen. Cái này thì hiện giờ đang làm kinh tế nên là anh em ai người ta cũng phải kích lên thôi. Đấy thì các bác cũng như là anh chị em mình, như em là em trồng nhân giống làm kinh tế nên là cũng kích cho nó lên nhiều kỳ. Thì là giống chia sẻ. Thực ra thì những cái cây này nó cũng đắt mà, nên là cái việc mà nhân giống nhanh anh chị ạ, để thu hồi vốn. Đấy, nói thật với các bác là như thế. Còn thì cái cây bệt cánh sen này nó cũng là một cái cây rất là đẹp. Nó cũng được đánh giá trên thị trường rất là nhiều. Thì bản thân em thì thấy cái này nó là một cây ổn định từ năm 2019 nở. Và năm nay năm, thực ra thì nếu như em hỏi về nguồn gốc nó tận 2017, 2016, 2017 cơ. Nhưng mà nó có ít và chưa được chia nhiều nên là cái cây bệt cánh sen này nó cũng không ấy lắm. Và cây này thì nó có rất là nhiều bông. Ví dụ như đây của em là được hôm nay đang nở đây là 4 bông. Đấy, cái tay hoa này 1 bông. Nó có nở bông nữa trước rồi nhưng mà nó nở trước nữa rồi nó tàn rồi. Đây là cái bộ khuôn cánh của nó. Size bông của nó thì khoảng tầm độ 5 đến 6 cm anh chị ạ. Đấy là cái cây bệt cánh sen này. Cây này thì nó nở ổn định rồi. Bệt cánh sen này rất là nhiều, cũng nhiều anh chị em có và cũng nở ổn định. Rất là đẹp anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái mặt bông của nó đấy. Anh chị thấy không ạ? Nó rất là đẹp. Nó là màu nó là màu tím. Nói chung là màu tím. Cái này là cây miền trong anh chị ạ. Thường những cái bệt này cây miền trong mà nó ổn định ở miền Bắc là không phải là đơn giản một chút nào. Còn những cái cây miền trong mà nuôi ở miền trong mà nó bệt hết như này á, mà nó trong miền Nam thì nó đương nhiên là vẫn bệt rồi, bởi vì trong cái khí hậu nó khác ngoài Bắc. Còn ví dụ như là Hà Nội em thì là những cái cây bệt này á thì nó không ổn định. Em cũng nói trên video trên kênh Tiền Ngàn Hoa là em cũng nói đấy, là riêng những cái cây bệt mà là nguồn gốc Bắc á thì cái sự ổn định nó cực kỳ thấp. Đấy, cây bệt nguồn gốc Bắc là nó cái độ bệt của nó cực kỳ thấp nha. Còn anh chị mà mua những cây bệt miền Nam ra mà nó không được bệt hết như này á thì ngoài Bắc thì nó là bình thường, bởi vì nó cũng sẽ kiểu có thay đổi á. Ý em nói là nó cũng sẽ thay đổi. Nó cũng sẽ thay đổi bởi vì cái miền Nam thì cái việc mà nuôi trồng trong đó nó khác nhau. Còn miền Bắc thì nuôi trồng nó khác nhau. Khí hậu nó khác nhau mà ngoài Bắc lạnh lắm, có những thời điểm rất lạnh và có những thời điểm cực kỳ nóng. Ví dụ như Hà Nội bây giờ là nó đang nhiệt độ khoảng tầm độ chắc khoảng trên 40 độ. Nếu ngoài trời thì em nghĩ nó phải tầm 4 mấy độ. Rất là nóng. Thế nên là những cái cây mà ở trong cái vườn lan á thì nó cũng nhiệt độ nó cũng rất là nóng, chứ nó cũng không được mát đâu anh chị ạ. Đây là cái cây này khi mà để trong rầm này anh chị. Đấy. Nó bệt, nhìn chung nó lưỡi nó đậm mà. Lưỡi đậm đen xì. Còn khi ra nắng đây thì nó cũng đỏ tươi hơn. Còn vào cho ống dâm thì nó đậm. Cây này gọi là một cái cây bệt mà em thấy là nó cũng rất là đẹp. Đây em che nắng đi này. Anh chị nhìn này. Che nắng đi trông nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Còn bỏ nắng ra thì nó lên nó đỏ là chuyện bình thường. Bởi vì phi nhập tím mà. Thì em giới thiệu cây này thân lá một chút. Sau em sẽ nói về màu sắc của cái cây, những cái cây phi điệp anh chị nhé. Thì cái cây bệt này thì cánh sen này thì em nói luôn lá nó gần ngay đây thôi. Em nói luôn cái kỳ này cho dễ. Cái kỳ của cây bệt cánh sen này thì nó không khác gì cái cây hồng hiền lương à. Thân chấm tím rất là nhiều, nó gọi là đỏ luôn.
anh chị ạ, nó gọi là đỏ luôn. Bởi vì cái cây bệt cánh sen này nó có một cái đặc trưng riêng của nó, chính là thân nó tím lè, nó không có một tí nào ấy cả, xanh sạch cả đấy, thân nó rất là tím, để mà xanh có khắc thì là cũng đã là khó rồi. Đây cái gốc này anh chị nhìn này, đây như cái trọng này, đây gốc, đây như cái trọng này em được nuôi được 3 thân và rất là nhiều ki, tới đây cũng có thể sẽ có ki chia cho anh chị. Có nghĩa là ki này, anh chị nhìn này, ki nó lên nó thân nó tím đỏ này, thân mẹ nó tím đỏ nhá, gốc nó là tím đỏ luôn, cái nào nó tím đỏ. Nhưng mà khi mà mình bắt sổ số ấy thì không bắt được đâu, bởi vì nó có nhiều cây bệt là nó chỉ thân lá tím bình thường thôi. Và cái trường hợp mà anh chị mà mua những cái cây thân lá như này rất là nhiều này, và giá nó của nó thì cũng rất là rẻ thôi, chỉ tầm độ 100.000 ki đấy. Cho nên anh chị lưu ý khi mà mua những cây bệt này là phải nguồn gốc. Em cũng nói đấy, là mua cây gì của ai cũng được, nhưng nó phải nở hoa nhà người ta rồi. Còn nếu chưa nở hoa nhà người ta thì cái việc mà hoa mượn thì có nghĩa là người ta chưa thể biết được thực sự là cái cây này là nó ổn định đến mức độ nào. Bản thân em mà có những cây phi điệp là em phải đợi nó ổn nở ổn định mấy năm em mới ra bán, chứ không phải là em ra bán ngay đâu. Đấy, nó phải nở ổn định nhiều năm. Bởi vì ví dụ như cái cây bệt Bắc, cái cây bệt mà em có mấy cây bệt, cây bệt số 1 ạ, lưỡi mô hoa nó cực to và cây cực đẹp, nhưng mà nó nở thì nó không ổn định. Đấy, nó nở đâu đó được khoảng 2 năm ổn định, nhưng năm thứ 3 thì nó lại kém ổn định hơn. Thì anh chị có thể xem lại thông tin trên kênh Thiên Đường Hải Hoa nhé, em cũng nói rất là rõ. Đấy, thế này cái việc thân lá của nó, nếu như anh chị bảo là nhìn thân lá có thể biết được cái dòng phi điệp tím này thì rất là khó. Còn bệt có nghĩa đó chính là cái môi hoa này, nó này anh chị nhìn này, môi hoa nó tím hết ra tận ngoài luôn, như thế này thì mới gọi được gọi là bệt. Còn môi hoa ra ngoài mà nó tím nhạt á thì không ăn thua anh chị á, nó phải tím đậm này thì mới gọi là bệt được. Và cái cây bệt này thì nó khuôn hoa rất là đẹp, rất là đẹp, cánh bay, anh chị nhìn bộ cánh này, cánh bay rất là đẹp đấy. Đây là nó, cây này nó chỉ có một bông thôi, nhưng nếu có một bông như mỗi năm mà nó chỉ nở một bông này thì em lại không dám giới thiệu anh chị đấy. Nhưng mà nó có nhiều bông khác này, anh chị nhìn này, đấy, nhiều bông khác. Đây này, cây này bệt hết ra ngoài luôn, đây này, nó bệt hết. Thực ra thì nếu mà mình như anh chị mình sưu tầm mà nuôi chơi á, thì cái cây này mình nuôi để tự nhiên lên á, thì nó nhiều hoa thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng cái đây là em vẫn đang làm kinh tế nên là em phải nhân giống nó ra, nên là kích hoa, kích ki để cho nó ra, thì nó ra một vài bông hoa thì cũng rất là đẹp. Đấy, anh chị nhìn này, rất là đẹp đúng không? Thì cái đây, cái giò này thì nó mới được có một cái bông ấy thôi, một cái bông nở hoa đằng kia trong nó bay ra thôi, chứ còn mấy như cây này mới hé này, cây này nó cũng chưa căng này, anh chị nhìn khum khum không? Tất cả những cái bông mà nở khum khum như này á thì nhìn cánh rất là tròn như cánh sen đó. Đấy, nhưng khi nó nở căng ra thì cánh nó chỉ bình thường thôi, bình thường như cái bông này thôi, nó không dạng cánh sen được anh chị ạ. Nở cánh căng này nó như này nữa là cánh bay cũng rất là đẹp rồi, cái này cũng rất là đẹp. Thì cái cây bệt cánh sen này anh chị lưu ý là mua cây cứ cây nhà ai nở hoa rồi anh chị nhé. Cái bệt này em đánh giá nó là một cây bệt ổn định, ở đây bệt ổn định đây đấy, và cái bông hoa đây anh chị ạ, nó rất là nhiều bông. Cái này nó là một cây rất là đẹp, thân lá nó đây anh chị đấy, thân lá nó tím không có gì đặc trưng. Cây này là cây miền Nam, lá to khoảng 2-3 cm và dài khoảng từ 7-15 cm anh chị nhé. Và nuôi to nó tùy to nhỏ đấy, còn thân của nó dài tối đa là như em thấy là có những anh nuôi khoảng tầm độ 1m3 là 1m3-1m4 gì đó, là chỗ anh em mà em đã thấy có người ta nuôi rồi. Thân rất là mập, nhưng mà cái cây này á là cái cây dạng mà gốc bé nhưng mà phình sẽ rất là to khi nó tù đầu á. Anh chị hay thấy là người ta hay bán phi điệp nù hay là thân nù rụt thịt các thứ á. Đấy thì nó chính là cái gen cây này. Cây này có nghĩa là cái nó tu đầu xong nó phình rất là to, to như ngón tay ấy, rất là đẹp anh chị ạ. Thì đây là tổng thể những cái bông bệt cánh sen rất là đẹp, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng. Xong em xin phép và dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác, với những cây phi điệp cũng như là một số các loại cây hoa lan đẹp giới thiệu đến tất cả các bác các anh chị. Cảm ơn tất cả các bác quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.